Thưa quý vị, trở lại phần tin tức trong ngày hôm nay. Bản tin tiếp theo, thì Quyên xin phép được gửi đến quý vị phần chi tiết sau đây. Thưa quý vị, bản tin sau đây cho hay Ukraine khởi tố binh sĩ Nga bị bắt tại miền Đông về tội khủng bố, tin từ Kiev. Tổ chức An ninh Quốc gia Ukraine vào hôm thứ Tư ngày 29 tháng 7 cho hay binh sĩ Nga bị quân đội Ukraine bắt vào hồi cuối tuần qua với một thùng thiết bị quân sự tại miền Đông Ukraine sẽ bị khởi tố về tội khủng bố. Giám đốc Tổ chức An ninh Quốc gia Ukraine Vasyl Hystrak cho hay người này có tên là Vladimir Sarkov, 37 tuổi, thú nhận, đang phục vụ trong lực lượng vũ trang người Nga, bị bắt cùng với chiếc xe vận tải tại một địa điểm cách thành phố Donetsk do quân ly khai kiểm soát vào khoảng 22 km, tương đương với 14 dặm. Tại cuộc họp báo, thì người đứng đầu lực lượng tuần tiễu biên giới Ukraine cho hay, nghi can Sarkov Vladimir Alexandrovich giữ chức vụ thiếu tá trưởng phòng pháo binh của một đơn vị đóng tại vùng Rostov của nước Nga với mức lương nhiều gấp 3 lần một sĩ quan quân ly khai cùng cấp bậc. Sarkov Vladimir còn cho hay, một đơn vị quân đội của Liên bang Nga được đưa đến phục vụ trong lực lượng vũ trang được gọi là Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk. Tại đây thì các binh sĩ Nga bị thu hồi tất cả chứng cứ có thể nhận dạng họ là công dân và là binh sĩ của Liên bang Nga như sổ thông hành, thẻ căn cước quân đội và huy hiệu. Có vẻ như Ukraine sẽ sử dụng trường hợp này để tố cáo việc Nga tiếp tục can thiệp vào cuộc xung đột kéo dài 15 tháng qua và phá hoại hiệp ước hòa bình đã ký kết tại Minsk, Belarus vào hồi tháng 2. Trong tháng 5 vừa qua, Ukraine bắt được hai binh sĩ Nga và Nga lập tức tuyên bố rằng hai người Nga kể trên đã rời khỏi lực lượng đặc biệt để đến Ukraine theo ý nguyện của chính họ. Lãnh tụ Taliban Omar đã qua đời. Nguồn tin tổng hợp cho hay lãnh tụ phong trào phiến quân Taliban Mullah Omar đứng đằng sau các cuộc nổi dậy tại Afghanistan đã không xuất hiện công khai kể từ khi Taliban bị Liên quân do Hoa Kỳ dẫn đầu lật đổ vào hồi 14 năm về trước. Ngày thứ Tư 29 tháng 7, phát ngôn nhân của Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cho biết là cuộc điều tra của chính phủ nước này xác nhận tin Omar đã chết. Một tư lệnh cao cấp của Taliban Afghanistan đang trú đóng tại quốc gia láng giềng Pakistan trước đó cũng nói rằng Omar đã qua đời vì một lý do tự nhiên nhưng không nói rõ thời gian. Trên website của Trung tâm Chống Khủng bố Quốc gia của Hoa Kỳ vẫn còn để nguyên tấm ảnh của Omar với một vết thương ở mắt phải. Trên website này thì vẫn còn đưa tin Hoa Kỳ treo giải 10 triệu Mỹ Kim cho người cung cấp thông tin để bắt được Omar. Mô tả Omar đang sống ngoài vòng pháp luật và vẫn là mối đe dọa đối với Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh. Nhận định của chính phủ Afghanistan được tung ra khi đang chuẩn bị vòng đàm phán kế tiếp của cuộc thương lượng hòa bình giữa Kabul và Taliban. Những tin tức mới nhất tuy không chắc chắn về số phận của Omar có thể gây chia rẽ trầm trọng trong nội bộ của phong trào phiến quân Taliban về việc tìm kiếm người thừa kế ông này, nhưng cũng có thể gây trở ngại cho tiến trình hòa bình còn non trẻ. Thưa quý vị, Tổng thống Afghanistan là Ghani là người trung gian tìm kiếm một khu vực định cư cho phiến quân Taliban, hiện đang chiếm đóng phần lớn lãnh thổ của Afghanistan và đã mở nhiều cuộc tấn công quân sự để đạt đến các mục tiêu chính trị. Liên Hiệp Quốc tìm chứng cứ về nạn tra tấn lan tràn tại Iraq. Ủy ban chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc vào ngày 29 tháng 7 tìm kiếm chứng cứ về tình trạng ngược đãi và tra tấn lan tràn tại Iraq. Theo các chuyên viên của ủy ban này, nạn tra tấn tại Iraq được áp dụng cho cả nam lẫn nữ giới để buộc họ ký vào biên bản nhận tội sai. Đồng chủ tịch ủy ban là ông George Tokushi mô tả các vụ tra tấn được áp dụng trong các nhà tù khác nhau đã để lại các vết sẹo, vết phỏng, mũi bị gãy và dấu vết thương tích khắp các phần còn lại của thân thể tù nhân. George Tokushi cũng nói thêm rằng, nhiều phụ nữ trốn thoát khỏi trại giam của phiến quân nhà nước Hồi giáo, sau đó bị giới chức thẩm quyền Iraq bỏ rơi và không cung cấp nơi trú ẩn cho họ. Luật hình của Iraq không định nghĩa đầy đủ về hành vi tra tấn, đã gây khó khăn cho các công tố viên trong những trường hợp hỏi cung làm tù nhân bị thương như kể trên. Nhiều vấn đề đặt ra liên quan tới việc liệu Iraq có trại tù bí mật hay không và liệu tù nhân có được bồi thường sau các vụ tra tấn hoặc là làm thế nào để giải thích về những phiên tòa đưa ra hình phạt tử hình một bị cáo chỉ trong vài phút đồng hồ trong một hệ thống pháp luật có vẻ như là chỉ dựa vào việc trả thù hơn là thi hành luật pháp. Iraq đã phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc chống tra tấn cách đây 4 năm, nhưng theo Tổ chức Ân xá Quốc tế thì nạn tra tấn vẫn lan tràn tại nước này. Tình trạng này hầu như không hề thay đổi kể từ khi ông Haider al-Abadi thay thế cho ông Nuri al-Maliki trong chức vụ thủ tướng vào hồi năm trước.
Công ty General Motors đầu tư 1 tỷ Mỹ Kim để mở nhà máy tại Ấn Độ. Thưa quý vị, tin cho biết là công ty General Motors, viết tắt là GM, đặt trụ sở tại Hoa Kỳ cho hay sẽ đầu tư 1 tỷ Mỹ Kim trong vài năm tới để biến nhà máy đang hoạt động tại Ấn Độ thành công ty xuất cảng toàn cầu để gia tăng doanh số tại quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất của thị trường mới nổi trên thế giới. Tổng giám đốc điều hành của GM đó là Barry Barra, ngày thứ Tư 29 tháng 7 nói rằng khoản đầu tư kể trên là một phần của 5 tỷ Mỹ Kim trong vòng 7 năm để phát triển dòng xe Chevrolet cùng một nhãn hiệu với công ty kỹ nghệ xe hơi Thượng Hải do nhà nước Hoa Lục sở hữu và là đối tác đầu tiên của GM tại nước này. Thị trường xe hơi của Ấn Độ có vẻ chậm lại trong vài năm trở lại đây, với số bán ra hàng năm chưa tới 3 triệu chiếc. Tuy nhiên, thì thưa quý vị, giới phân tích cho rằng Ấn Độ sẽ trở thành thị trường tiêu thụ xe hơi lớn hàng thứ ba thế giới chỉ sau Hoa Lục và Hoa Kỳ trong vòng 5 năm tới. Giám đốc Bộ phận Điều hành Quốc tế cho biết là khoản đầu tư của GM nhằm sản xuất 10 mẫu Chevrolet mới trong vòng 5 năm tới. Năm ngoái thì GM bán được 56.700 chiếc xe tại Ấn Độ, chiếm khoảng 1.8% thị phần. Các công ty xe hơi khác cùng chi phối thị trường xe hơi tại Ấn Độ và Nhật Bản là Nam Hàn, gồm có công ty Suzuki, công ty Hyundai, cùng với GM, Ford và Volkswagen AG. Thưa quý vị, GM quyết định dùng Ấn Độ làm bệ phóng của hoạt động xuất cảng, cũng như là Ford và Volkswagen để tận dụng lợi thế giá thù lao thấp của công nhân và quy mô của nền kinh tế. Trong khi đó, thì Liên Âu đang điều tra về vụ Disneyland Paris tăng giá vé du khách ngoại quốc. Các nhà hoạch định chính sách của Liên Âu vào ngày thứ Tư 29 tháng 7 cho hay đang điều tra giá vé vào cổng Disneyland Paris sau khi mà nhận được lời phàn nàn từ du khách ngoại quốc nói rằng họ phải mua vé với giá cao hơn khách hàng người Pháp. Chủ trương này của Ủy ban Liên Âu được thực hiện nhằm ngăn chặn tình trạng giới hạn sự hưởng thụ sản phẩm của khách hàng dựa vào vị trí địa lý. Tổng giám đốc điều hành Ủy ban Liên Âu cho hay cần phải xóa bỏ những rào cản bất hợp pháp như thế để thúc đẩy sự tăng trưởng của các ngành thương mại và đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại điện tử tại 28 quốc gia thuộc khối Liên Âu. Ủy ban này cho rằng thị trường đơn lẻ, tức là loại thị trường không có rào cản mới, có giá trị cao thật sự tại Liên Âu và họ đã quyết định phải chống lại mọi rào cản bất công. Theo Ủy viên Liên Âu về thị trường quốc nội thì đây là trường hợp đầu tiên mà buộc họ phải mở cuộc điều tra. Disneyland Paris cho công ty Euro Disney mà sở hữu đất đây đã đón 14.200.000 du khách vào hồi năm ngoái, trở thành nơi hấp dẫn bậc nhất đối với du khách tại Liên Âu. Chưa đến một nửa số khách đã đến Disneyland Paris là người Pháp. Du khách người Anh thì chiếm 16% và người Đức thì chiếm 3%. Có nhiều du khách tại đây thì nói rằng họ không đồng ý với việc tính giá vào cổng khác nhau tùy theo nguồn gốc xuất xứ của họ và cho đó là không công bằng. Bảo Châu nghĩ sao về bản tin vừa rồi? Khi mà mình đi tới một cái nơi nước khác, tự nhiên khi mình nhìn mặt mình cứ thấy mình là du khách, cứ tính mình gấp đôi cũng không được, Bảo Châu. Thì thôi kệ, đi đi chơi mà giờ cãi qua cãi lại rồi mất công rồi không mất vui nữa. Không phải, Bảo Châu à, tại vì thưa quý vị, họ làm được như vậy với mọi người thì họ làm được. Thì đúng rồi, họ làm toàn bộ hết đó chị. Nhưng mà làm như vậy thì nó đã đưa ra cái ý định là thôi bây giờ thì nhờ cái người mà ở nơi đó họ mua cho mình. Cũng vậy thôi, đúng không ạ? Vậy chừng nào chị Quyên đi đến Pháp vậy nhớ nói bạn đón đứng Disneyland nhớ mua vé trước cho ở chị Mỹ Quyên. Nếu mà không thích thì đi Disneyland Cali đây 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 Disneyland Florida cũng được rồi. Dạ. Gần nhà mình thì thôi giận làm gì, nhưng mà chị tức cho những người mà đi xa mày bị bắt nạt. Thôi kệ họ đi không sao đâu, họ có tiền họ đi tới Pháp chơi là cũng có tiền lắm rồi, thôi chị Quyên đừng lo nữa thôi nha. Thưa quý vị, đến đây thì cho phép tôi được tạm ngưng, sẽ quay trở lại ngay sau phần thông tin thương mại của đài. Kính thưa quý vị, và trong phần tin từ Hoa Kỳ, bản tin sau đây cho hay nạn hạn hán kéo dài đã làm xuất hiện ra nhiều di tích. Phần tin chi tiết Bảo Châu sẽ gửi đến quý vị như sau. Thưa quý vị, bản tin cho biết là tình trạng hạn hán kéo dài ở miền Tây khiến cho mực nước hồ Mead ở Nevada tụt xuống mức thấp kỷ lục. Tuy nhiên, đây vẫn là hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất của Hoa Kỳ. Nếu xét theo một khía cạnh khác, thì việc mà mực nước hồ hạ thấp mang lại một lợi ích bất ngờ cho ngành du lịch, vì bên dưới đáy hồ là một khu di tích lịch sử có từ 2 thế kỷ trước đây.
Cách đây vài năm, thị trấn nhỏ này bị chôn vùi bên dưới mực nước cao tới 260 feet. Nhưng giờ đây thì di tích của thị trấn lộ ra khoảng 105 feet bên dưới miệng hồ. Theo nhận xét của phóng viên CBS thì mực nước hồ càng hạ thấp, khách du lịch càng đổ xô đến. Hiện nay thì hồ đang có số lượng du khách nhiều hơn cả công viên quốc gia Yosemite hoặc là hẻm núi Grand Canyon. Họ đến để đắm chìm trong bầu không khí của một thị trấn cổ xưa, bị chìm trong mực nước gần 100 năm nay. Đây là một tiệm bán kem của thị trấn có tên là St. Thomas. Vị trí của tiệm hiện nay ở dưới mực nước đến hơn 100 feet. Thị trấn St. Thomas được những người tiên phong theo giáo phái Mormon thành lập năm 1865. Có những lúc thị trấn này được mệnh danh là thị trấn ngoài vòng pháp luật. Nơi đây là chốn nương thân của bọn trộm cắp ngựa và gia súc. Khi mà chính phủ Hoa Kỳ mua lại mảnh đất này để xây dựng hồ chứa nước trong thập niên 30, nhiều cư dân từ chối ra đi vì không tin nơi họ đang ở lại biến thành hồ nước. Angelina Jolie đi thăm Myanmar. Thưa quý vị, ngôi sao điện ảnh Hollywood là cô Angelina Jolie gặp gỡ Tổng thống Myanmar Thanh San tại thủ đô Naypyidaw vào hôm thứ Tư. Theo Reuters, thì cô Jolie thực hiện chuyến đi thăm Myanmar 4 ngày với tư cách là đặc phái viên của Cao ủy về người tị nạn của Liên Hiệp Quốc. Bà cũng là đồng sáng lập tổ chức phòng chống bạo lực tình dục còn được gọi tắt là PSVI. Theo như kế hoạch, Jolie cũng sẽ gặp gỡ các nhóm phụ nữ và người di tản của tỉnh Rakhine. Trong một thông cáo báo chí, thì Jolie nói rằng cô hy vọng sẽ biết được mối quan tâm cũng như là kỳ vọng của những người này về một tương lai của đất nước Myanmar. Với những cuộc bầu cử được tiến hành trong tháng 11, đó sẽ là thời điểm quan trọng cho người dân Imana thực hiện quyền dân chủ và giúp giải quyết các vấn đề cơ bản quan trọng cho một tương lai hòa bình. Trước khi đến Myanmar, cô Jolie dừng chân tại Campuchia, là nơi mà cô đến thăm các dự án về y tế, giáo dục và bảo tồn do quỹ Maddox Jolie Pitt Foundation tài trợ từ năm 2003. Đồng thời, tại đó thì cô bắt đầu chuẩn bị đạo diễn cho cuốn phim First They Killed My Father dựa trên kinh nghiệm của một đứa trẻ trong những năm bất ổn ở Campuchia. Và đây là lần đầu tiên cô Jolie tới thăm Myanmar. Năm ngoái thì cô đi thăm trại tị nạn dọc theo biên giới Thái Lan và Myanmar cùng với cao ủy về người tị nạn Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres. Cây ngã đã làm cho 8 trẻ em bị thương bên ngoài Viện Bảo tàng California. Các vị chức thành phố của và Viện Bảo tàng cho hay một cây thông có chiều cao khoảng 7 tầng lầu ngã xuống trúng một nhóm trẻ em bên ngoài một viện bảo tàng ở Pasadena vào chiều ngày thứ Ba làm cho 8 trẻ em bị thương. Phát ngôn viên thành phố William Boyer cho biết là thân cây ngã xuống mặt đất khi mà hàng chục trẻ em đang tham dự một ngày cắm trại ở viện bảo tàng và chuẩn bị ra về. Vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều, giữa lúc thời tiết hoàn hảo và tuyệt đẹp chưa từng có. Ông Boyer nói rằng không hiểu tại sao thân cây lại bị ngã. Các nhà chức trách đang điều tra để tìm hiểu nguyên nhân. Ông nhấn mạnh rằng họ loại trừ yếu tố hạn hán ra khỏi danh sách, các nguyên nhân khiến cho cây bị chốc gốc. Ông cho biết là ngay sau khi mà tai nạn xảy ra thì hàng chục nhân viên cảnh sát và cứu hỏa có mặt tại hiện trường để giải cứu những em đang bị kẹt ở dưới những cành cây to lớn và rậm rạp. Trong số 8 nạn nhân có 2 em bị thương nặng nhất được đưa vào một bệnh viện địa phương để cho các bác sĩ đánh giá. Phát ngôn viên Tim Schuyler của Viện Bảo tàng Kids Space Children cho biết là 6 em còn lại chỉ bị thương nhẹ, được cứu chữa ngay tại hiện trường. Vụ việc xảy ra khi mà nhóm trẻ em tuổi từ 5 tới 9 đang chờ đợi phụ huynh tới đón. Ông Schuyler cũng đã ngỏ lời cảm ơn những người cắm trại, nhân viên viện bảo tàng và tình nguyện viên nhiệt tình giúp đỡ cho các em.